Xin chào các em. Bữa nay chúng ta đến tới chuỗi bài học mỗi ngày một bài vật lý cùng thầy NBT. Hãy like ủng hộ kênh bằng cách subscribe kênh. Thể theo yêu cầu của một bạn, thầy sẽ giải đáp một bài từ bạn Phụng. Đây là một bài liên quan tới đoạn mạch điện xe chiều gồm có điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được đặt vào hai đầu mạch có tần số là F. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và dòng điện là 60 độ thì công suất tiêu thụ trong mạch là 50W. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với dòng điện thì công suất là bao nhiêu? Lúc đầu là phi 1 ha, độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện là phi 1 là 60 độ thì công suất đây là 50W. Được chưa? Thay đổi C để hai đầu mạch bây giờ cùng pha, phi lúc sau bằng 0 thì lúc này công suất là chấm hỏi. Chúng ta nhớ tới cái công thức công suất B bằng U bình chia R nhân với cos bình phi. U là hằng số, R là hằng số. Tại bài thay đổi C mà U với R là không đụng tới ha. Do đó B nó sẽ tỷ lệ thuận với cos bình. Do đó B2 chia B1 bằng cos bình của hằng 2 chia cho cos bình của hằng 1. Rồi chúng ta ráp số vô. B1 là 50. Phi 2 là 0, nhớ là cos 0 tất cả bình nè. À. Phi 1 là 60 độ và có 60 độ bình nè. À. Máy nhớ để chế độ là chữ D, degree. Chúng ta bấm máy tính nha. Từ đây chúng ta sẽ ra được B2. Đáp số là 200W. Rồi bài học của thầy đến đây là hết. Thầy cảm ơn các em đã gửi đề đến thầy ha. Thầy còn một cái đề ngày mai thầy sẽ giải đáp. Rồi, xin chào các em.